Một tí anh không trả lời nhé. Anh ơi, em hỏi một tí. Bạn em có số là 383 này, sao này, 5 này, tứ 9, bảo bán 50 triệu, được không? Em đang định lấy, mong anh thẩm định giúp em. Em ơi, hỏi một tí anh không trả lời nhé. Nhiều tí hơn anh vẫn trả lời. Thực ra thì anh chia sẻ với em về dãy số này. Đây là một dãy số có đầu số 0383. Đẹp đấy. Đây là đầu số gọi là phát tài rồi, đẹp rồi. Tiếp theo đuôi tứ 9, hoàng đại trường cử, đẹp nữa, ý nghĩa sức mạnh quyền uy, tuyệt vời luôn. Và đặc biệt trong dãy số này, dấu sao anh che giấu đi, nhưng anh nhìn thấy là dãy số không có lỗi 4953 không có, và lỗi 47 cũng không, nên anh nhìn nhận đây một số sim đẹp. Thế còn anh thẩm định cho em về giá, với phương hướng mà 50 triệu em vừa nêu, em nên mua luôn. Số sim này 50 triệu là tương đương với giá thợ giao dịch với nhau rồi. Có thể là bạn ấy đang rất là tốt, rất là muốn chia sẻ cho em số sim này với giá tốt, nên em mua anh nghĩ là phù hợp. Nhiều khi ấy, thợ còn mua bán số sim này còn không được đến giá 50 triệu. Thế nên mua đi, Minh Ami thẩm định thật tâm về mọi loại sim số đẹp.